trong tháng 9 năm 2023 sẽ xét duyệt xong tái định cư các hộ dân dự án sân bay Long Thành. Ra quân hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn. Chi đoàn báo Đồng Nai về nguồn tặng 35 suất học bổng cho học sinh nghèo học tốt. Người phụ nữ khuyết tật bị lừa cháo 840 tờ vé số. Ngày mai 26 tháng 9 đấu giá hai biển số siêu đẹp của Đồng Nai. Thời tiết tuần này ngày nắng gián đoạn, trưa chiều tối và đêm có mưa. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, đến nay các cơ quan chức năng đã hoàn thành xét duyệt tái định cư cho gần 4,3 ngàn hộ dân thuộc dự án sân bay Long Thành. Với 318 hộ dân còn lại, Ủy ban Nhân dân huyện Long Thành đang tiếp tục xét duyệt và dự kiến hoàn thành trong tháng 9 2023. Theo tính toán, toàn bộ dự án sân bay Long Thành, tổng số hộ dân cần bố trí tái định cư là gần 4,6 ngàn hộ. Toàn bộ các hộ dân thuộc dự án sẽ được bố trí tái định cư tại khu tái định cư Lộc An Bình Sơn. Phát biểu tại lễ phát động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Nguyễn Hiếu Trung nhấn mạnh, ô nhiễm môi trường đang là vấn đề toàn cầu đe dọa đến sức khỏe con người. Thay mặt Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, anh Nguyễn Hiếu Trung kêu gọi đoàn viên thanh niên trong tỉnh chủ động tích cực giữ gìn vệ sinh môi trường tại khu vực sinh sống, nơi công cộng, hạn chế sử dụng rác thải nhựa, tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước, trồng cây xanh, qua đó lan tỏa hành động đẹp về bảo vệ môi trường trong cộng đồng, góp phần làm cho thế giới sạch hơn. Sau lễ phát động, đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố Biên Hòa, các thành viên nhóm Biên Hòa Xanh, Xanh Đồng Nai đã ra quân tháo gỡ, bóc xóa biển quảng cáo rác, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, xử lý các điểm đen về rác thải, trồng 500 cây xanh tại trường trung học cơ sở Trường Sa ở phường Tràng Giài. Ngày 23 tháng 9, chi đoàn báo Đồng Nai đã tổ chức chuyến về nguồn tại đền thờ liệt sĩ huyện Nhân Trạch, ấp 5 xã Long Thọ huyện Nhân Trạch. Trong không khí trang nghiêm, lãnh đạo báo Đồng Nai cùng các đoàn viên chi đoàn đã dâng hoa dâng hương viếng các liệt sĩ tại đền thờ, đồng thời tìm hiểu lịch sử truyền thống cách mạng, sự hy sinh anh dũng của các thế hệ đi trước cho độc lập tự do của dân tộc. Dịp này, chi đoàn báo Đồng Nai đã thực hiện công trình thanh niên trao tặng 35 suất học bổng trị giá 35 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt của trường trung học cơ sở Phú Hội, huyện Nhân Trạch. Ngày 24 tháng 9, Công an thành phố Biên Hòa đang điều tra truy xét vụ việc một đối tượng lừa cháo 840 tờ vé số mới trị giá 8,4 triệu đồng bằng vé số cũ của người phụ nữ khuyết tật không tay không chân. Chị Lê Thị Thuận, nạn nhân vụ việc cho biết, hàng ngày khi bán vé số trên đường Dương Tử Giang, khu vực ngã tư Lạc Cường thuộc khu phố 2 phường Tân Tiến. Khoảng 6 giờ ngày 24 tháng 9, một người đàn ông trung niên đi xe máy hiệu Vision màu đỏ, mặc áo khoác nâu hỏi mua vé số. Lúc này sơ vé số còn để trong giỏ nên chị Thuận nhờ người này tự mở giỏ để lấy giùm. Cầm sấp vé số, người này chọn lấy 8 tờ và đưa 200.000 đồng để chị Thuận thối lại. Sau đó người đàn ông này trả lại sấp vé số rồi phóng xe đi. Sau khi bày số vé số trên ra bán thì một khách hàng phát hiện toàn bộ số vé số đều là vé cũ. Lúc này chị Thuận mới tá hỏa phát hiện mình bị kẻ xấu lừa cháo toàn bộ bằng vé số cũ. Theo công ty đấu giá Hợp Danh Việt Nam, đơn vị được Bộ Công an chọn tổ chức đấu giá biển số xe ô tô từ 13:30 đến 14:30 ngày mai 26 tháng 9 sẽ có hai biển số siêu đẹp của Đồng Nai được đưa ra đấu giá cùng lúc là 60C66666 và 60K34567. Sáng 27 tháng 9, biển số 60K36868 sẽ được đưa ra đấu giá từ 13:30 đến 14:30. Sáng nay 25 tháng 9, từ 9:15 đến 10:15, biển số 60K38888 của Đồng Nai đã được đấu giá và đạt mức 500 triệu đồng. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Đồng Nai, dự báo từ ngày 24 đến 28 tháng 9, thời tiết trong tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, trưa chiều tối và đêm có mưa rải rác đến nhiều nơi, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Dự báo lượng mưa từ 30 đến 150 mm, nhiệt độ trung bình từ 26 đến 28 độ C, cao nhất 32 đến 34 độ C.